Việt Nam, đất nước hình chữ S có nhiều rừng, núi với các hang động tuyệt đẹp, nhiều công trình kiến trúc cổ và nhiều lễ hội đặc sắc, đang là điểm đến hấp dẫn du khách trên khắp thế giới. Với đường bờ biển kéo dài hơn 3.000 km, nhiều khu dự trữ sinh quyển của thế giới, nhiều địa danh núi rừng nổi tiếng cùng nhiều khu du lịch được đầu tư xây dựng bởi các tập đoàn lớn là điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển các loại hình du lịch thiên nhiên. Từ thủ đô Hà Nội, thẳng tiến theo quốc lộ 1A 60 km là về với Hà Nam, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến. Dòng chảy nặng phù sa của sông Hồng, sông Đáy, sông Châu đã bồi đắp nên một Hà Nam với lớp lớp trầm tích, văn hóa độc đáo, đa dạng, đầy tự hào. Danh xưng Hà Nam xuất hiện trên bản đồ đất Việt mới hơn 130 năm. Nhưng truyền thống lịch sử văn hiến của dải đất núi đỏi, sông Châu đã có bề dày hàng nghìn năm, gắn liền với tên tuổi của biết bao người con trung liệt, những chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Hòa quyện những dấu tích của quá khứ và nhịp sống hiện đại, Hà Nam hôm nay đang có những đổi thay ngoạn mục trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Nằm ở phía tây nam châu thổ sông Hồng, tiếp giáp với các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Hà Nam có diện tích khoảng 852,2 km2 và dân số khoảng 944.200 người. Trong quy hoạch vùng thủ đô với trục giao thông quan trọng xuyên Bắc Nam, Hà Nam được định hướng phát triển công nghiệp đa ngành, là trung tâm thương mại đầu mối với hệ thống giao thông liên kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hà Nam hiện đứng thứ 12 toàn quốc, môi trường đầu tư liên tiếp đứng trong top các tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất cả nước. Nằm trên tuyến du lịch xuyên Việt cùng hệ thống giao thông kết nối, với sự đầu tư và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, Hà Nam đã để lại dấu ấn đậm nét trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hà Nam, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Trên hành trình du lịch Hà Nam, điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Phủ Lý, thành phố ngã ba sông, nơi hội tụ của ba con sông lớn, sông Đáy, sông Châu, sông Nhuệ. Thành phố Phủ Lý đang ngày càng phát triển, tập trung các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm sầm uất như chợ Bầu, trung tâm thương mại Vincom Plaza, các khách sạn 5 sao, Mường Thanh Luxury Hà Nam, Melia Vinpearl Phủ Lý, các nhà hàng sang trọng, Tân Thủy Palace, Ngọc Sơn Palace, công viên Nguyễn Khuyến, Nam Cao. Đến với thành phố Phủ Lý, du khách còn được tham quan một số khu, điểm tâm linh nổi bật như chùa Bầu, khu di tích lịch sử và đền thờ liệt sĩ, 10 nữ dân quân Nam Hạ. Đặc biệt, tuyến phố đi bộ Phủ Lý vào tối thứ Bảy hàng tuần cũng đang tạo nên một điểm nhấn quan trọng, thu hút đông đảo khách du lịch thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc, những không gian vui chơi, thư giãn phù hợp với mọi lứa tuổi. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, cách thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam chừng 12 km về phía Tây, khu du lịch Tam Trúc nằm trên tuyến quốc lộ 21A, tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Đây là điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình du lịch Việt Nam, được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn nhờ cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, sơn thủy hữu tình. Theo quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tam Trúc đến năm 2030, khu du lịch có diện tích vùng lõi hơn 4.000 ha với 6 khu chức năng chính. Quần thể danh lam thắng cảnh Tam Trúc mới đây đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích quốc gia. Điểm nhấn của chùa Tam Trúc là hệ thống cảnh quan kỳ thú, hệ thống tượng thờ lớn, các bức phù điêu tái hiện lại câu chuyện về Đức Phật. Quần thể chùa Tam Trúc là đại diện cho sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa nền văn hóa phương Đông và phương Tây dựa trên nền tảng Phật giáo. Đến với khu du lịch Tam Trúc, du khách còn được trải nghiệm du lịch lòng hồ bằng tàu thủy, đi qua 6 ngọn núi trong lòng hồ, gọi là Lục Nhạc. Tại đây còn có hệ sinh thái phong phú với nhiều loại động thực vật, đặc biệt là loài vọc mông trắng quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ. Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Trúc là một điểm sáng trên hành trình kết nối di sản văn hóa tâm linh, nối liền các khu, điểm du lịch nổi tiếng,
quần thể thắng cảnh Chùa Hương, di sản văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An, Chùa Tiên tạo thành một quần thể các khu du lịch sinh thái vùng ngập nước và tuyến du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam. Bát Cảnh Sơn cũng là một điểm đến không thể bỏ lỡ trên hành trình này. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp sơn thủy hữu tình mà còn là địa điểm du lịch tâm linh thiêng liêng với các ngôi đền, chùa tráng lệ và trang nghiêm. Với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và những dấu tích xưa còn để lại, danh thắng Bát Cảnh Sơn đã được công nhận là di tích quốc gia năm 2023. Trên hành trình du lịch phía Tây thành phố Phủ Lý, du khách cũng có thể ghé thăm đền Trúc, Ngũ Động Sơn, hòa mình trong cảnh sắc sông núi, đền thiêng rừng Trúc, nghe điệu hát dặm Quyền Sơn độc đáo, hay chiêm bái chùa Bà Đanh núi Ngọc, khu danh lam tâm linh gắn với thành ngữ dân gian vắng như chùa Bà Đanh. Cùng với các điểm du lịch tâm linh, sân gốp Kim Bảng, sân gốp Tượng Lĩnh 36 lỗ và khu biệt thự nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao cũng là điểm nhấn du lịch đáng chú ý, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, phát triển thể lực của cộng đồng, du khách, là cơ sở quan trọng cho quá trình thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Hà Nam. Chùa Địa Tạng Phi Lai nằm giữa rừng thông yên bình cũng đang trở thành dấu ấn đặc biệt trong du lịch tâm linh tỉnh Hà Nam. Ngôi chùa hàng nghìn năm tuổi thu hút đông đảo du khách nhờ vẻ đẹp an lạc, hài hòa với thế ngai vàng tựa lưng vào núi, tả thanh long, hữu bạch hổ. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử từ triều đại Lý Trần như các mẫu gạch, ngói, có hoa văn hình hoa sen, hình rồng, hình thần chim Garuda, hình công phượng vô cùng giá trị. Từ chùa Địa Tạng di chuyển khoảng 40 phút là tới đền Lãnh Giang Duy Tiên. Đền thờ tam vị danh thần đời Hùng Vương thứ 18 cùng Chủ Đồng Tử và Tiên Dung Công Chúa. Ngôi đền linh thiêng này từ lâu đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh nổi tiếng của Hà Nam với giá trị lịch sử cùng lễ hội truyền thống đặc sắc. Đặc biệt du khách đến nơi đây còn được tham quan và trải nghiệm tại làng lụa Nha Xá, một trong 4 làng lụa nổi tiếng Việt Nam. Cũng trên mảnh đất Duy Tiên, di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đội Sơn tọa lạc trên núi Đội là một trong những trung tâm Phật giáo của thời Lý, thế kỷ 11. Đến với chùa Long Đội Sơn, du khách sẽ được chiêm bái vãn cảnh chùa trong sự tĩnh lặng tâm hồn sau những ồn ào phố thị. Ngôi chùa hiện còn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa quý giá như bia tháp Sùng Thiện Diên Linh, bảo vật quốc gia cùng các di vật quý có niên đại lịch sử từ thời Lý. Đến vùng đất Đội Sơn, du khách còn được tham dự hai lễ hội lớn, đó là lễ tịch điền Đội Sơn và lễ hội chùa Long Đội Sơn. Sinh Kiếp Bạc, Thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Đền Trần Thương là một trong 3 nơi thờ chính Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đền được xây dựng trên chính kho lương thời nhà Trần. Hàng năm, đông đảo du khách thập phương về chiêm viếng ngôi đền, đặc biệt vào dịp lễ phát lương ngày 15 tháng Giêng và dịp lễ hội 20 tháng 8 âm lịch. Cũng tại đây, du khách chỉ mất 20 phút di chuyển là tới khu tưởng niệm nơi trưng bày các hiện vật, tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Du khách cũng được tham quan ngôi nhà Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo, cùng thưởng thức đặc sản quê hương như chuối ngự Đại Hoàng, cá kho Nhân Hậu và tham quan làng nghề dệt truyền thống của làng Vũ Đại. Với những ai yêu thích văn học thì không thể bỏ lỡ cảnh xưa trong các tác phẩm của cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Từ đường nhà thơ Nguyễn Khuyến nằm trong cảnh quan thơ mộng với ao thu, ngõ trúc, vườn bùi. Đến đây du khách vừa được thưởng thức những áng thơ của cụ, vừa được thả hồn trong bóng cây tĩnh lặng với ngõ trúc quanh co, nét đặc trưng quen thuộc của làng quê Việt xưa. Đến Hà Nam, tôi thấy chất lượng các dịch vụ ở đây rất tốt. Khách sạn lưu trú hiện đại, tiện nghi, phục vụ chu đáo, đầy đủ các dịch vụ như bể bơi, spa, phòng tập gym. Các điểm du lịch rất đẹp, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là khu du lịch Tam Trúc và chùa Địa Tạng. Tôi đã đi du lịch một vòng Hà Nam, cảnh quan ở đây rất tuyệt vời, con người thân thiện, mến khách.
Thì về đến đây thì thấy quang cảnh của chùa rất là đẹp, không khí trong lành, rồi con người các bạn ở đây rất là nhiệt tình, chu đáo. Lần đầu tiên đến Hà Nam này, thì nói chung ở đây là phong cảnh thì như có lẽ nó tuyệt vời. Trên cái đoạn đường mà đi du lịch nhiều nơi á, thì ở đây là có lẽ là quý vị sông nước hữu tình lắm, mà con người ở đây là rất là thân thiện, mến khách. Tôi hy vọng là tôi sẽ tới đây một vài lần và giới thiệu cho nhiều người cùng đấy. Không chỉ trồng lúa, trồng hoa, người Hà Nam còn khéo léo sử dụng đôi bàn tay tạo nên những sản phẩm thủ công truyền thống: gốm Quyết Thành, sừng mỹ nghệ Đô Hai, lụa Nha Xá, trống Đợi Tam, mây giang đan Ngọc Đồng. Ẩm thực Hà Nam phong phú, hấp dẫn du khách bởi nhiều đặc sản chứ danh: bánh quấn chả Phủ Lý, canh cá rô Phủ Lý, cá kho Nhân Hậu, chuối ngự Đại Hoàng, dê núi Kim Bảng, rượu Vọc. Hà Nam hiện có 179 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 2 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 3 sao cùng nhiều khách sạn nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Các sự kiện tầm cỡ khu vực, trong đó khách sạn Melia Vinpearl Phủ Lý và Mường Thanh Luxury Hà Nam là 2 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, sang trọng, đẳng cấp với nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ mọi nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của du khách. Có thể nói là sau cái đại lễ Phật Đản năm 2019 thì Hà Nam nổi lên là một cái điểm du lịch tâm linh của cả nước, mà nổi bật là khu lịch Tam Trúc. Và ngoài Tam Trúc thì Hà Nam có các cái thắng cảnh khác, các khu lịch khác có thể nói là rất đẹp, như khu Long Đợi Sơn, khu Bát Cảnh Sơn, khu địa tại Phi Lai Tự, rồi đền Trần Thương. Ở trong cái tương lai thì Hà Nam sẽ tiếp tục lấy cái du lịch tâm linh là trọng điểm, đồng thời phát triển các cái sản phẩm du lịch khác như là du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch giải trí, rồi qua đó có thể thu hút nhiều người dân trong nước và quốc tế đến với Hà Nam và hướng đến một cái thị trường khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Đồng thời chúng tôi đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình để phát triển thêm các cái sản phẩm du lịch. Để đạt được cái mục tiêu trên thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường các cái giải pháp trọng tâm sau. Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch bài bản các cái khu du lịch. Thứ hai, chúng tôi tập trung đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng về giao thông, hạ tầng về điện nước đến các cái khu du lịch. Thứ ba là chúng tôi tập trung phát triển nguồn nhân lực để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tốt cho khách du lịch. Thứ tư là tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng, có năng lực về tài chính đầu tư về tỉnh Hà Nam. Là thứ năm là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp phát triển các cái sản phẩm của làng nghề để đưa vào tiêu thụ tại các cái khu du lịch. Với những thế mạnh sẵn có, cùng quyết tâm của chính quyền và nhân dân, Hà Nam hứa hẹn trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hà Nam, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.